4 trên 5 giải đấu hàng đầu của châu Âu đang bước vào giai đoạn nghỉ đông trong bối cảnh liên tục các cầu thủ từ nhiều câu lạc bộ ghi nhận những ca nhiễm mới. Không loại trừ khả năng sẽ có một số trận đấu tại các giải đấu sẽ phải hoãn lại khi giai đoạn 2 bắt đầu. Ví như trường hợp của Real Madrid vừa phát hiện thêm 4 trường hợp dương tính mới thuộc về Thiago Courtois, Federico Valverde, Eduardo Camavinga và Vinicius Junior. Chưa kể đến hai ca dương tính đang xuất hiện là Isco và David Alaba. Kèn trắng nhiều nhất sẽ mất 6 cầu thủ này khi La Liga trở lại vào cuối tuần. Không loại trừ khả năng chuyến hành quân đến Getafe sẽ phải hoãn lại, nhưng kể cả trường hợp đó có thể xảy ra, Carlo Ancelotti không phải quá lo lắng khi đội bóng của ông có hoãn tới 2 vòng đấu nữa cũng không thể mất được ngôi đầu bảng. Real Madrid đang trở thành độc cô cầu bại trên con đường tìm kiếm chức vô địch La Liga. Trước khi mùa giải diễn ra, nhiều người lo lắng về khả năng thách thức những danh hiệu của đội chủ sân Bernabeu khi họ không có quá nhiều sự bổ sung đáng chú ý. Nhưng trong giai đoạn Benzema thi đấu như lên đồng, còn Vinicius trưởng thành vượt bậc, nhà vô địch Champions League 2018 đã xuất sắc chiếm đỉnh bảng sau giai đoạn 1. Sự ổn định chính là yếu tố hàng đầu để làm nên nhà vô địch ở các giải quốc nội. Về mặt này, đội bóng áo trắng vượt trội hơn tất cả các đối thủ còn lại tại La Liga. 14 chiến thắng, 4 hòa và 1 thất bại sau giai đoạn lượt đi đã là quá đủ để họ vươn lên đỉnh bảng. Vị trí số 1 mà Real chiếm giữ sau giai đoạn mùa đông được cộng hưởng rất nhiều từ sự sa sút của các kình địch. Khi Barca vẫn đang loay hoay với những huấn luyện viên mới và những chiến thuật mới, khi Atlético Madrid vẫn đang gặp khó trong việc tìm kiếm những chiến thắng, Real vẫn đang băng băng về đích. Vẫn còn quá sớm để nói về chức vô địch La Liga mùa giải năm nay, nhưng khoảng cách 8 điểm mà họ tạo ra với Sevilla đang giúp kèn trắng cầm pole trong cuộc đua này. Nếu không thể nâng cao danh hiệu vào cuối mùa, thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti chỉ còn biết cách tự trách mình vì cầm vàng mà để vàng rơi. Trong khi đó, tại Ligue 1, Paris Saint-Germain vẫn tỏ ra quá bá đạo so với phần còn lại. Họ đang chứng minh việc để Lille vô địch ở mùa giải năm ngoái chỉ là một tai nạn và nước Pháp chỉ có một vị vua duy nhất mà thôi. Liên tiếp những siêu bom tấn cập bến sân vận động công viên Quốc Hoàng Tử đã giúp Paris Saint-Germain đã mạnh nay còn mạnh hơn. Nhưng cũng chẳng cần những Messi, Ramos hay Wijnaldum đóng góp quá nhiều vào mặt trận quốc nội, đội bóng thủ đô vẫn vô đối với hàng loạt những đối thủ tại Ligue 1. Messi cũng chưa có đóng góp quá nhiều cho Paris Saint-Germain kể từ khi anh chuyển đến sinh sống nước Pháp. 11 trận đã qua tại Ligue 1, El Puga mới chỉ đóng góp một pha lập công duy nhất. Nhưng những người đàn em như Mbappe hay Neymar đã làm thay nhiệm vụ bằng việc liên tục ghi bàn và đem về 3 điểm từ tuần này sang tuần khác. Messi chưa thể tỏa sáng như kỳ vọng nhưng Paris Saint-Germain đã thống trị như vậy. Thử hỏi đến lúc El Puga bắt đầu bắt nhịp được với Ligue 1, họ sẽ bá đạo đến nhường nào? Hơn đối thủ Nice đến 13 điểm sau khi giai đoạn 1 khép lại sẽ là vô cùng điên rồ nếu Paris Saint-Germain không thể lên ngôi vào cuối mùa giải năm nay. Thậm chí, họ còn có thể vô địch sớm trước nhiều vòng đấu, giống như cách đội bóng này từng làm trong những mùa giải gần đây. Đó là tiền đề để huấn luyện viên Pochettino có thể đưa ra những toàn tính để phục vụ cho mục tiêu quan trọng nhất, chức vô địch Champions League. Nếu như Paris Saint-Germain đang độc diễn tại Ligue 1 thì sang đến Bundesliga, một kịch bản quen thuộc vẫn đang diễn ra. Bayern Munich chiến thắng, giành ngôi đầu bảng. Bayern Munich lên ngôi vô địch vào cuối mùa. 10 năm qua, Hồng Xám đã bao nhiêu lần đánh rơi chức vô địch. Lội ngược lịch sử phải tìm về những năm 2011 và 2012 để chứng kiến Dortmund 2 năm vô địch liên tiếp. Nhưng cũng chỉ có đội bóng áo vàng mới đủ sức thách thức thế thống trị của Bayern Munich, bởi kể từ năm 2013 đến nay, chưa bao giờ họ để mất chiếc đĩa bạc vào tay các đối thủ khác. Năm nay, có vẻ như lịch sử sẽ lặp lại, ít nhất nếu nhìn vào những gì đang diễn ra tại Bundesliga. Trong giai đoạn lượt đi, kẻ thách thức duy nhất là Dortmund đang tỏ ra hụt hơi và không còn duy trì sức mạnh như những mùa giải đỉnh cao. Còn Bayern vẫn như vậy, vẫn hủy diệt mọi đối thủ để hướng tới chức vô địch. Chúng ta đã quá quen với những kết quả 0-4 hay 0-5 mà đoàn quân huấn luyện viên Julian Nagelsmann tạo ra cứ mỗi cuối tuần, với điểm nhấn từ những kỷ lục hay những cột mốc mới mà Lewandowski thiết lập. Dù cho Dortmund cũng có một Erling Haaland không hề kém cạnh, nhưng một mình tiền đạo người Na Uy là chưa đủ để đội chủ sân xích nhổ Iduna Park có thể bứt phá trong cuộc đua này. 43 điểm sau 17 vòng đấu, bỏ cách Dortmund 3 trận thắng sau giai đoạn lượt đi. Có vẻ như mọi chuyện tại Bundesliga đã ngã ngũ ngay sau khi năm 2021 kết thúc. Sẽ chẳng mấy bất ngờ nếu Hùng dám nâng cao chiếc đĩa bạc vào tháng 5, giống như cách đội bóng này từng làm suốt 8 năm qua. Nếu muốn đi tìm chút kịch tính ở các giải đấu hàng đầu châu Âu, người hâm mộ có thể tìm đến Serie A, nơi hai đội bóng thành Milan đang tạo ra cuộc đua song mã. Napoli từng có giai đoạn đầu mùa rất thăng hoa với liên tục những chiến thắng, nhưng khi các trụ cột của đội bóng này gặp vấn đề về chấn thương và phong độ, đội bóng vùng Napoli lập tức hụt hơi khi cuộc đua vô địch còn chưa bước vào giai đoạn quan trọng nhất. Và cả đối trọng Juventus nữa, trong một mùa giải họ vẫn đang loay hoay đi tìm sự ổn định. Ronaldo đã ra đi, còn lão bà cũng mất đi một ngôi sao có thể ghi bàn liên tục. Hết vòng 19, đội bóng thành Turin mới chỉ có được 27 pha lập công, kém nhất trong số những đội bóng top 5 tại Serie A. Thua kém 12 điểm so với đội bóng đầu bảng, Allegri sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn Juventus có thể cạnh tranh chức vô địch khi giai đoạn 2 bắt đầu. Còn đối trọng lớn nhất của Juve tại nước Ý, câu lạc bộ Inter Milan vẫn đang duy trì sự ổn định với điểm nhấn từ hàng công.
Lautaro Martinez đang là chân sút ghi nhiều bàn nhất cho đội bóng sọc xanh đen với 11 pha lập công, còn Çalhanoğlu dẫn đầu danh sách kiến tạo bằng 7 đường chuyền dọn cỗ. Đó chỉ là hai trong số những ngôi sao có những đóng góp để giúp Inter leo lên ngôi đầu bảng. Khoảng cách 4 điểm với đội bóng cùng thành phố chưa thể đem đến sự an toàn, nhưng Inter có lợi thế nhờ bộ khung ổn định từ thời Conte và đang được Simone Inzaghi kế thừa. Lối chơi tấn công mạnh mẽ biến Inter trở thành cỗ máy ghi bàn với 49 bàn thắng, nhiều nhất trong số các đội bóng tham dự giải vô địch quốc gia Ý. Chính sức mạnh từ hàng công đó đã giúp Inter đua nước rút, vượt mặt cả AC Milan và leo lên đứng đầu bảng trước khi năm 2021 khép lại. Inter đang mạnh hơn tất cả những đối thủ, còn nếu so về thực lực của cao thủ và chiều sâu đội hình, sẽ là quá sớm để kết luận về cuộc đua vô địch tại Serie A. Nhưng Nerazzurri đang cho thấy họ là ứng viên lớn nhất cho danh hiệu Scudetto vào cuối mùa. Và cuối cùng, Premier League, giải đấu hấp dẫn và kịch tính nhất hành tinh. Trước khi tháng 12 bắt đầu, người ta vẫn nói về cuộc đua tam mã giữa Man City, Chelsea và Liverpool. Ba ông lớn của ngoại hạng Anh so kè từng điểm số, khi một đội giành chiến thắng, lập tức hai đội còn lại cũng lặp lại điều tương tự, bất chấp những đối thủ của họ có là ai đi chăng nữa. Nhưng khi tháng cuối cùng của năm 2021 kết thúc, Premier League dường như lại rơi vào lối mòn bởi Man City của Pep, cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc. Sự ổn định đó đã khiến hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Chelsea và Liverpool tự tay vứt đi những lợi thế. Tháng 12 chưa bao giờ là quãng thời gian tươi đẹp với The Blue. Năm ngoái họ thua liềng xiềng dẫn đến việc Lampard phải mất ghế. Năm nay Tuchel có một bộ khung ổn định hơn, nhưng khi bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, Chelsea lại không thể giữ vững được mạch chiến thắng. Những sai lầm của Jorginho, những chấn thương từ các trụ cột và cả Covid-19 nữa đã khiến nửa xanh thành London giờ phải chật vật. Vấn đề tương tự cũng đang xảy ra với Liverpool. Jurgen Klopp có tài năng đến mấy nhưng cũng không thể giúp đội bóng của ông giành chiến thắng từ trận này qua trận khác khi Salah hay những ngôi sao khác không thể tỏa sáng. Họ lập tức xảy ra vấn đề. Khi hai đối thủ bất ổn cũng là lúc Man City vươn lên chiếm lợi thế. Hãy nhìn về vòng đấu thứ 20 như một ví dụ điển hình nhất của cuộc đua vô địch. Ở đó Man City chiến thắng, Liverpool thất bại và Chelsea sẩy chân trước Brighton. Khoảng cách trên bảng xếp hạng đã là 8 điểm và nửa xanh thành Manchester có thể yên tâm khi chặng Tourmalet mùa đông dần kết thúc. Nếu The Citizen bảo vệ thành công ngôi vương, vòng đấu thứ 20 chính là ngã rẽ định mệnh. Sự ổn định đến khó tin của Man City đang biến họ dần trở thành độc cô cầu bại của Premier League. Mọi đội bóng của Pep cứ như một cỗ máy được lập trình sẵn với rất nhiều những mảnh ghép có thể thay thế khi một bộ phận gặp vấn đề. Chiều sâu đội hình, sự ăn ý như một khối vững chắc đang biến Man City bất khả chiến bại. Nếu họ giữ vững phong độ này, các đội bóng khác khó có cửa để lên ngôi vô địch. Có một kịch bản chung ở năm giải đấu hàng đầu châu Âu khi năm đội bóng dẫn đầu đều có sự ổn định, còn những đối thủ cạnh tranh trực tiếp lại liên tục bắn vào chân. Giai đoạn lượt đi kết thúc trong bối cảnh các câu lạc bộ đứng nhất bảng đang tạo ra khoảng cách tương đối an toàn. Điều đó sẽ trở thành tiền đề để những Paris Saint-Germain, Real Madrid hay Man City bước vào năm 2022 với sự hưng phấn. Vẫn còn hơi sớm nếu nói họ có thể vô địch vào cuối mùa, nhưng sẽ chẳng mấy ngạc nhiên khi năm đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng có thể nâng cao danh hiệu vào tháng 5 tới.